Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Ok, ngày hôm nay mình sẽ làm một clip làm bánh trên chuối nha mọi người. Bây Ok. giờ em mình đang cắt cây chuối nha mọi người. Đó, cho mọi người xem. Đó, chuối rất nhiều luôn nha mọi người. Bây giờ cắt để chiên. Mọi người nhớ theo dõi hết video clip này nha. Ok mọi người ơi, bây giờ sẽ chiên nha các bạn. Đó, cho các bạn xem chuối. Ok, bây giờ chiên nha. Let's go. Ok các bạn, thì bánh chiên chuối mẹ mình đã chiên xong rồi. Bây giờ thì bọn mình sẽ ăn nha. Đây là một dĩa bánh chiên chuối. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho các em mình ăn nha. Ok, bây giờ các em ăn đi. Sao cơ lại thì ở ngay vậy? Mời mọi người ăn đi. Mọi người đi ăn. Chúc chúc mời mời cháu ăn ngon miệng nhé. Thêm mà lại ngon quá, ngon quá, ngon quá, cái mặt là hình như nãy nhìn mặt là ok các bạn, từ từ nãy giờ là một dĩa rồi, tại vì nhiều người ăn lắm, vừa chiên vừa ăn luôn. Sao mà ưng lại ngon không các bạn? Ngon. Bây giờ mình sẽ thử ăn nha các bạn. Nhìn hơi xấu. Đây à. Đó, các bạn nhìn thấy ngon không? Bây giờ mình sẽ ăn nha. Ngon các bạn ơi. Ngon. Từ nãy giờ là trên nhiều lắm. Tại vì mọi người đến đây mọi người lấy nên bây giờ ít lắm mọi người nha. Bây giờ còn một dĩa thôi. Ngon không? Ngon đấy lắm luôn. Ngon. Ngon. Ngon.
Các bạn ơi, sắp hết luôn rồi. Đây, có hai ba cái thôi. Các em ăn hết luôn đi. Em ăn được không? Đưa em làm một ăn cái. Thì bay 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 cái gì đó. Các bạn ơi, bánh này hết hết bột rồi nha mọi người, nên chiên nó bị cháy nè, chắc ăn không ngon đâu, nên đây này cho các bạn xem đây này, nó cháy hết luôn rồi. Ok các bạn, thì các em đã ăn hết rồi đó. Nêu cảm nhận đi, nêu cảm nhận của các em đi, em trước đi. Theo em thì bên này nó hơi nhiều nước dầu ăn. Nước nào nữa? Cũng được. Ngon. Rất ngon. Nhưng mà hơi nhiều dầu ăn, ăn cũng ngon lắm. Rất ngon nhưng hơi cháy. Em kia, ngay đi. Ok các bạn nha. Thì đương nhiên cái bánh này mình chiên thì nó nhiều dầu ăn lắm các bạn nha. Nên mình ăn, nếu mà mình ăn nhiều thì nó ngán lắm các bạn. Cho nên mình ở đây làm một chĩa thôi. Ok các bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ tạm dừng video ở đây nha. Nếu các bạn thấy video này hay thì nhớ like và subscribe cho channel của mình nha các bạn. Bye bye tất cả mọi người. Bye bye.